Nhân chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang ở đường Nguyễn Văn Tươi của thị trấn Bến Lức. Thì từ ngoài mất lộ 1A, chỗ cầu Bến Lức thì mình rẽ vào trong đây nó khoảng 500m thì nó có một cái dự án của bên tập đoàn Trần Anh làm chủ đầu tư và phân phối luôn. Nó chính là dự án Solar City, hay còn gọi là Trần Anh Riverside 2. Cái lộ giới của cái đường Nguyễn Văn Tươi này là 20m nha cả nhà. 20m mình tính luôn cả cái vỉa hè nha. Còn trước mắt cả nhà mình lại có một cái ngã ba. Ngã ba đó là đường Nguyễn Trung Trực. Thì cái dự án mình nó nằm ngay trong cái góc ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Tươi và đường Nguyễn Trung Trực của thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Đó, bây giờ là cả nhà mình rẽ bên tay trái á, là mình sẽ đi ra quốc lộ 1A. Chạy khoảng 500m cho tới lộ 1A. Rồi còn trước mắt cả nhà mình là dự án Solar City, hay còn gọi là Trần Anh Riverside 2. Thì dự án này tổng cộng là mình có 500 căn nhà phố với diện tích là khoảng 515, 517 và diện tích xây dựng là 1-2 lầu. Dự án này trừ được một cái là mình có khoảng 200m. 200m là cái mặt view ra sông Vàm Cỏ Đông, cho nên rất là thông thoáng, rất là rộng rãi, rất là thoải mái, mát mẻ luôn. Nhưng nguyên một cái phần đất trống này là mình sẽ, bên chủ đầu tư sẽ làm một cái công viên lớn, trong đó bao gồm có quán cà phê, có hồ bơi, có một cái công viên lớn cho cả nhà mình để mình có thể là tham quan cái khu vực đó. Hiện tại là cái khu Solar City này đã bán muốn hết rồi nha cả nhà. Chỉ còn lại khoảng vài căn thôi, nhưng mà bên chủ đầu tư không có bung ra bán. Mà khi mà nếu như ai khách hàng nào mua nó thì xin thì bán thôi, chứ còn không có bung ra. Như cái phần này là phần nó xong còn có đông nữa cả nhà. Còn nguyên một cái phần này là quỹ đất của công viên. Thì trong cái bản thiết kế một phần 500 của bên phía chủ đầu tư á, là làm rất là đẹp luôn, công viên cực kỳ lớn luôn. Nguyên một cái phần đất này rất là rộng nha cả nhà. Còn bên kia là cái cảng Cẩm Nguyên nha cả nhà ơi. Cảng Cẩm Nguyên này là mình cảng quốc tế nha, chứ không phải là cảng trong nước nha. Đó, bên đây thì bên phía chủ đầu tư hoàn thành được một lốc ngay trên cái mặt tiền view ra sông Vàm Cỏ Đông. Bữa nay không biết sao mà bên công ty không có cho vào tham quan nhà mẫu nữa nha cả nhà. Cho nên bây giờ thì Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi vào một cái căn nhà thô để mình xem cái thiết kế chúng ta nó như thế nào nhé. Cái dãy ngoài này là năm ở trong đây có người ta ở có đồ nhiều lắm, mình vào lại có gì mất công. Một cái dãy này thì với diện tích là 57 hết, xây chặt 2 lầu. Thì bên đây là cũng như những dự án khác bên phía chủ đầu tư Trần Anh là họ sẽ, chủ đầu tư sẽ làm luôn cái vỉa hè cho mình. Đó, cái vỉa hè của mình sẽ được lót đá. Còn ở đây thì mình sẽ có một khoảng sân trống. Sân văn trống trước nhà nữa cả nhà. Đó, thì mình bước. À, bên đây thì công ty sẽ làm cho mình cái cửa cuốn luôn, cửa cuốn có sẵn luôn nha cả nhà ơi. Đó, còn phần dưới này là mình có thể là làm cái phòng khách. Giờ rồi còn ở đây là cái sơ đồ tổng thể nè. Nó xong vòng có đông nè. Đó, đằng trước nè cả nhà, đây phối cảnh nè. Đây mình sẽ có một cái hồ bơi. À, quán cà phê, phòng gym. Còn kia là cái công viên lớn. Bên đây cũng một cái quảng trường nè. Còn phía đây là hai sân tennis. Sân tennis nha. Còn bên đây là cái công viên nhỏ để cho trẻ em vui chơi. Nó thì cái nhà thô thì như thế đó, thì cả nhà mình mua về mình tự thiết kế hoặc là mình muốn làm theo mẫu công ty thì mình qua tham khảo. Nó đây hai phần 2m phần sân sau.
Đây cầu thang mình lên lầu 1 nha cả nhà. Trên đây thì mình được làm một phòng ngủ trước. Phòng ngủ trước ha. Phía trước thì có một cái ban công nhỏ này. Cái dãy này thì quá tuyệt vời rồi. View qua sông Hồng quá đông luôn. Đẹp lắm cả nhà. Còn như trên đây thì cả nhà mình phải làm là cái phòng sinh hoạt chung. Bởi vì nếu mình làm phòng ngủ ở đây thì nó không được. Bởi vì ở đây mình lên cầu thang đó cả nhà. Khi mình làm phòng ngủ ở đây thì không thể nào lên cầu thang được. Cho nên là lầu 1 mình chỉ được một phòng ngủ thôi. Và lên lầu 2 mình sẽ được hai phòng ngủ. Mình sẽ có một phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Một phòng ngủ sau này. Ngủ trước. Ở đây cũng có một cái ban công nhỏ. Phòng phía bên hông là một cái chỗ nhỏ nhỏ để mình để cái bàn cà phê nè. Ngồi ngắm cảnh. Nói cả nhà mình thấy không, view qua sông trời rất là mát luôn. Nhưng mà những cái căn mặt này thì không còn nữa. Giờ mình muốn mua những cái căn mặt trong phải lắp B1. Và bây giờ Nhân sẽ chạy qua bên kia nha cả nhà. Chạy vòng vòng cho cả nhà mình tham khảo khu này. Đường vẫn còn ngổn ngang. Thì cái dãy này thì Nhân bán được một căn số 1, số 2, số 3, số 4 loại căn này. Dãy A4 nha cả nhà. Thì hồi đó Nhân bán cái giá là bán giá của công ty là 2 tỷ 2 tỷ 4, mới gần 2 tỷ rưỡi. Rồi sao bây giờ Nhân quay ngược lại cả nhà ơi. Cái cổng này không đi được rồi. Cái bên kia là cái phần xưởng. Ở trước là một cái xưởng rất là lớn luôn. Nhưng mà bên phía công ty thì là có nói là đã mua được khu đó rồi. Nhưng mà cái thời điểm bán thì không biết khi nào nha cả nhà. Thì khi mà bán thì sẽ mở luôn cái khu này. Mở luôn ngay trên cái đường này qua bên kia thì ngon lành luôn đó. Cái khu này hồi đó tính ra bán cũng khoảng 2 tháng là xong. Đó, những cái lóc mặt tiền mà đi vào từ ngoài cổng đi vào thì đó là bán cái giá là mấy 2 tỷ 8 gì đó. Nhân nhớ như 2 tỷ 8 mấy, gần 2 tỷ 9 một căn. Thì bây giờ bên phía công ty vẫn còn những cái căn ở lóc B1, lóc bên kia là cái lóc đằng sau của cái lóc mặt tiền đường chính này cả nhà. Thì nó còn mấy căn bên đó rồi. Cái giá nó cũng khoảng từ 2 tỷ rưỡi tới 2 tỷ 8 thì nó tùy cái diện tích lớn nhỏ thì cái giá nó khác nhau. Đây là mặt tiền đường chính nè cả nhà. Mặt tiền đường chính thì cái đường rộng lắm, đường 20m rồi. Đường này mà sau này xong hoàn thiện hết là kinh doanh là tuyệt vời luôn. Tại nó nằm ngay trên cái ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Tui với đường Nguyễn Trung Trực. Không có cái gì mà tuyệt vời hơn rồi. Nó như cả nhà mình thấy. Nó cả nhà mình. Bây giờ Nhân sẽ chạy ra chỗ quốc lộ 1A cho cả nhà mình luôn. Như phía trước bên tay trái của nhà mình là đồn biên phòng cửa khẩu Bến Lức. Còn bên tay trái là một cái cây xăng mới mở. Và
rồi nếu tính từ cái dự án của mình thì chạy ra nó khoảng chừng 200 m, thì bên tay trái mình có một cái chợ rất là lớn được gọi là chợ Thuận Đạo, còn bên tay phải của mình là khu công nghiệp Thuận Đạo, khu công nghiệp Thuận Đạo, và trong đó thì nhân thấy treo bảng thì như là có chủ đầu tư Đồng Tâm nữa hợp tác. Đó, bên tay trái mình là những cái dãy nhà phố mặt tiền chợ. Đây khu công nghiệp nha cả nhà, khu công nghiệp Thuận Đạo này cực kỳ lớn luôn. Buổi chiều khi mà tăng tầm công nhân á, đây là bến xe buýt để chở công nhân, còn đây là chợ Thuận Đạo nữa cả nhà. Buổi chiều hoặc là buổi sáng là nguyên cái khu vực này nó là kẹt xe luôn, đây rất là đông công nhân. Nó bánh xe mình thấy quá trời xe luôn. Thì hồi mấy năm trước thì cái đất ở dưới đây nó cũng rất là rẻ, có một cái dự án nằm ở trong đây là cả nhà. Thì hồi đó là cái giá nó khoảng chừng 3 triệu mấy 4 triệu mét vuông thôi, nhưng mà giờ sau mấy năm thì bây giờ nó lên khoảng 15 16 triệu mét rồi, nó không có dưới nữa. Thì Nhân quay sơ, Nhân chủ yếu cập nhật lại cái hạ tầng và cái nhà ở trong khu Solar City cho cả nhà mình xem, để mình biết được cái tiến độ nó tới đâu rồi. Để khi nhiều khi là mình không có xuống đây mình tham quan được, mình thăm lại được á, thì xem video của Nhân mình cũng biết được cái tình hình nó như thế nào. Cảm ơn tất cả người khách hàng mình đã xem video của Nhân nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình một ngày thật và làm việc vui vẻ, rồi an lành hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân nếu mình quan tâm tới nhà đất nha. Tại vì con người thì ai cũng vậy thôi, cũng như một loài chim, khi mà lớn lên thì mình sẽ đi tìm tổ ấm cho mình, và tìm tổ ấm thì mình bắt buộc phải tìm một lô đất để mình xây một căn nhà, hoặc là mua một căn nhà xây sẵn, nào một căn tầng xây sẵn. Thì lúc đó thì mình sẽ nhớ đến kênh Ấm Trung Nhân, lúc đó mình chỉ cần mình sạc lên Ấm Trung Nhân trên kênh YouTube á, thì sẽ có rất là nhiều video để quay về những cái dự án, những căn nhà phố, những dự án đất nền, những căn biệt thự. Thì lúc đó mình thấy một cái sản phẩm nào mà nó phù hợp với cái tài chính của mình, và phù hợp với hợp với cái vị trí mà mình yêu thích á, thì lúc đó cứ gọi cho Nhân, chị sẽ tư vấn cho cả nhà mình hết mình nhé. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại lần sau ạ.